Câu chuyện mây áo. Ở khu rừng nọ, có một chú thỏ rất tốt bụng, ai cũng yêu mến chú. Một năm trời rét quá, thấy thỏ ăn mặc phong phanh, Nhiếm muốn may tặng thỏ một chiếc áo ấm. Nhưng Nhiếm chỉ có kim, muốn may áo phải có vải. Nhiếm chợt nhớ ngoài bãi có chị Tầm, nó tìm đến chị Tầm, chị vui vẻ tặng cho Nhiếm một tấm vải lớn. Có vải rồi, Nhiếm đi tìm người cắt. Đi một quãng, Nhiếm gặp anh bọ ngựa có chiếc kéo rất sắc, nhưng bọ ngựa bảo, tớ chỉ biết cắt, phải tìm người đo vải, rồi tớ mới cắt được. Hai bạn bèn nhờ ông Ốc Sên đo vải, ông Ốc Sên vui vẻ nhận lời. Cuối cùng, chiếc áo đã hoàn thành, các bạn đem tặng thỏ. Thỏ bảo, cảm ơn các bạn rất nhiều, nhưng vẫn còn nhiều bạn chưa có áo ấm. Chúng ta hãy cùng lập một xưởng may để ai cũng có áo ấm đi. Thế là xưởng may ra đời giữa rừng. Mùa đông ấy, tất cả đều có áo ấm.